Đây là khu cabin nhà mình rất là đẹp các bạn. Đây là đường xuống biển mọi người ạ. Biển này rất là đẹp, biển này không có người nào luôn. Có nhà mình thôi. Đường xuống biển đẹp lắm. Mà bãi biển này là không có ai hết, chỉ có nhà mình thôi. Nước cực kỳ trong luôn. Trong xanh. Đấy, nhà mình đang đi xuống biển đấy. Nhà mình book bãi biển này rồi, cái này reserve cho nhà mình thôi. Mình bao hết bãi biển này hôm nay rồi. Anh yêu Khánh nhá. Đà tiên. Nước trong kinh khủng luôn á. Nước cực kỳ trong luôn. Nước trong. Bên đây là biển. Nước cực kỳ trong luôn. Đây anh em đây, đủ đội đấy, hôm nay đi đây, không kiếm một ai hết. Bia đi, bia đi. Đây một trẻ con này. Mấy thằng boy đi đâu không biết đấy. Hello. Everyone ready, get ready, chuẩn bị đi bắt ốc ấy. Đấy, Long ấy giày dép chuẩn bị bắt ốc ấy.
đạo thôi chứ không bắt. Bắt được nhiều ấy, lở du ấy. Khánh là người hay bắt nhất. Còn kem chống nắng đàng hoàng nữa đấy. Cái gì mà đầy đủ. Còn bắt ốc 4 người, có cả tôi nữa. Đấy, 4 người đấy, 4 anh em bắt ốc đấy. Đấy, quá đẹp, quá đẹp. Đội, đây là đội quay phim hậu cần. Đi theo để cổ vũ các anh bắt ốc. 500 chị em à? Ok. Đó, các chị em đó. Các chị em xinh gái nhà mình á. Đây là nó chiều tôi đấy. Ông là đây, hai vợ chồng nhà Long Liên đấy. Đẹp lắm. Con người chỉ đạo một người rất là đẹp đôi. Hôm nay là Valentine đây các bạn. Chỗ này toàn đá không, mà không có ai hết. Đây là con ốc đầu tiên mà chúng mình bắt được. Đó, như vì bắt được đấy, như vì team leader. Đấy, đấy, còn lại đấy. Đỏ lắm các bạn ơi. Oyster rất là nhiều nhưng mà mình không bắt, mình chỉ ăn ốc thôi. Long ơi, bắt được nhiều chưa? Liên là đi theo cổ vũ ấy. Thành thì chưa biết. Bất ốc cười tươi chưa? Thank you.
nhiều. Ui dồi ôi, bắt được nhiều đấy nhỉ. Ở đây là cái đồ ăn rồi. Đây, để lòng này. Đấy. Là có đồ ăn rồi. Ngoài thiếu mỗi lần rồi. Rùa tìm được một con to lắm. Tuyệt luôn đấy. Bắt quả tao rồi, tối lâu đấy.